Xin chào quý bà con. Ngày hôm nay, nonglam.net sẽ cung cấp cho quý bà con những loại cám vỗ béo cho bò thịt đang được sử dụng. Nhưng trước hết, chúng ta cùng đi vào cách chăn nuôi bò thịt hiện nay để từ đó sẽ rút ra được nên sử dụng những loại cám nào để đạt được hiệu quả cho thịt cũng như tăng năng suất bán. Các hộ nông dân chăn nuôi bò thịt đã áp dụng một số phương pháp kỹ thuật vỗ béo bò thịt. Trong đó, nguồn thức ăn đóng vai trò quan trọng, không thể không kể đến là cám vỗ béo cho bò thịt. Khẩu phần ăn của bò thịt, chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt chuồng đã không còn xa lạ. Nhưng để mô hình này thật sự hiệu quả, thì cần áp dụng mô hình kỹ thuật trong khâu chăm sóc nuôi dưỡng. Thêm nữa là những công tác thú y đề phòng những thiệt hại không đáng có cho bà con. Đàn bò có khỏe mạnh hay không, năng suất cao hay không, nó còn phụ thuộc vào khẩu phần ăn cho bò được cung cấp có đầy đủ hay không. Yếu tố quan trọng giúp đàn bò phát triển nhanh chính là việc chăm sóc. Cần phải đảm bảo nguồn năng lượng vào là 2,5% trọng lượng cơ thể, như vậy mới giúp cho bò phát triển khỏe mạnh và năng suất. Khẩu phần ăn hợp lý bao gồm các loại thức ăn thô xanh, phụ phẩm, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung chất khoáng và vitamin. Thức ăn thô xanh gồm các loại cỏ trồng từ hạt cỏ giống tốt, thức ăn băm nhỏ ủ chua, các loại phụ phẩm nông nghiệp băm nhỏ, phụ phẩm nông nghiệp bã bia rượu, rỉ mật, bã mía, bã đậu, vỏ hoa quả chiếm từ 55-60% vật chất thô trong khẩu phần ăn. Thức ăn tinh tổng hợp chiếm khoảng 40-45% vật chất khô trong khẩu phần ăn của bò, gồm các loại sắn nghiền nhỏ, ngô bắp nghiền, khô dầu lạc, bột kem đậu. Bà con cần nắm vững kỹ thuật chăn nuôi bò để đạt được hiệu quả tốt nhất, bởi không chỉ cung cấp đầy đủ khẩu phần ăn cho bò mà còn rất nhiều yếu tố khác như chuồng trại nuôi bò, phòng chống và chữa trị các dịch bệnh. À, cách vỗ béo bò thịt thường dùng, thứ nhất là nuôi chăn thả. Vỗ béo bò thịt chủ yếu bằng cách chăn thả rông ngoài bãi chăn, tận dụng tối đa nguồn cỏ tươi mà không cần tốn cắt đem công về chuồng cho bò ăn. Cách này thường áp dụng với những nơi có diện tích bãi chăn thả rộng, đáp ứng được từ 20 đến 25 kg cỏ cho mỗi bò ăn gặm từ 8 đến 10 giờ trên ngày. Tối về chuồng, bò sẽ được bổ sung thêm thức ăn tinh, trong đó có cám vỗ béo cho bò, muối ăn cùng các chất khoáng cũng như thuốc phòng bệnh để tăng năng suất chăn thả. Đồng cỏ cần được cải tạo và diệt trừ sâu bệnh. Trồng cây bóng mát, giữ ẩm cho đất bằng cách tưới nước hoặc đập ngăn nước, cung cấp nguồn nước uống sạch sẽ cho bò. Nếu bãi chăn thả quá xa thì nên làm trại gần để cho bò nghỉ ngơi. Nuôi nhốt kết hợp chăn thả, hình thức này thường được áp dụng với những hộ gia đình có diện tích đồng cỏ giới hạn. Bò vẫn được chăn thả, tuy nhiên thời gian ngắn hơn và được bổ sung thêm thức ăn thô xanh, thức ăn tinh tại chuồng. Lượng thức ăn tinh cần được bảo đảm đầy đủ để tạo điều kiện cho bò chóng béo. Nuôi nhốt hoàn toàn, với phương thức chăn nuôi thâm canh này, bò sẽ bị giảm vận động nhằm làm cho bò đạt mức tăng trọng nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất để có tỷ lệ xẻ thịt cao, tạo ra các phần mỡ chất lượng thịt được nâng cao mà lại giảm được chi phí sản xuất, đồng thời tăng hiệu quả chăn nuôi. Trước khi đưa bò vào vỗ béo, cần tẩy sạch giun sán, chữa trị khỏi hoàn toàn các bệnh về tiêu hóa cho bò. Như vậy bò mới có thể hấp thụ tốt nhất các chất dinh dưỡng. Thức ăn của bò nuôi vỗ béo gồm cỏ tươi, rơm, thức ăn tinh. Trong đó, cám hỗn hợp, khoai lang, khoai mì, bắp, cám vỗ béo cho bò. Lượng thức ăn tinh cho bò mỗi ngày vỗ béo từ 1 đến 2 kg trên ngày, liên tục trong vòng 3 tháng. Vì đây là nguồn thức ăn cung cấp năng lượng, vừa tích lũy mỡ nhanh cho cơ thể bò. Nên kích thích cho bò ăn càng nhiều càng tốt, cho ăn tự do như vận động ít và không cho vận động để bò tăng trọng nhanh, khoảng 1 kg trên con trên ngày. Nước uống phải cung cấp đầy đủ và thường xuyên. Vì khi sử dụng các loại cám chăn nuôi trực tiếp, thì bò sẽ sử dụng nhiều nước hơn bình thường so với khi ăn cỏ. Và dưới đây là những loại cám tinh được chăn nuôi sử dụng nhiều cho bò. Thức ăn hỗn hợp vỗ béo bò thịt, cám vỗ béo cho bò. Dòng sản phẩm dành cho bê con của công ty trách nhiệm hữu hạn The Hut, có mã số 5310, thức ăn hỗn hợp bê mới sơ sinh đến 6 tháng dạng viên. Đặc điểm nội trội của sản phẩm dành cho bê con, cung cấp dinh dưỡng hợp lý với nhu cầu của bê, thơm ngon, kích thích sự thèm ăn, kích thích sự phát triển tiêu hóa ở bê. Hàm lượng protein cao 19% cần thiết cho sự phát triển. Hỗn hợp C41 của công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Pro Con Cò, dùng cho bê từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi. Thành phần gồm bắp, tấm, cám gạo, cám mì, khoai mì, đạm thực vật, khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải,
Premix khoáng, vitamin, chất phụ da và khoáng đa lượng. Cách sử dụng: thức ăn hỗn hợp dùng để bổ sung chất dinh dưỡng tăng năng suất cho bê từ sơ sinh đến 3 tuổi. Và đây là dạng thức ăn hỗn hợp dạng bột cho bê của công ty Adeco. Mã số 871. Thành phần nguyên liệu: bột đường, đạm, động thực vật, khoáng vi lượng, đa lượng, axit amin thiết yếu và các loại vitamin. Cách sử dụng: cung cấp đầy đủ nước uống, nước mát sạch sẽ cho bê. Thức ăn hỗn hợp đã đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng trực tiếp, không cần thêm các thực liệu khác. Cám vú béo cho bò. Có mã số 5958 của công ty trách nhiệm hữu hạn The Hut. Đặc tính nổi trội của sản phẩm: nguồn nguyên liệu nhập khẩu được lựa chọn kỹ, chọn chất lượng sản phẩm ổn định, mùi vị thơm ngon, kích thích tính thèm ăn của bò. Cân đối năng lượng và protein giúp bò tăng trọng nhanh, hiệu quả sử dụng thức ăn cao. Cân đối đa khoáng vi lượng, giúp hệ vi sinh vật dạ cỏ phát triển, tăng cường khả năng tiêu hóa chất xơ, giảm chi phí thức ăn, tăng hiệu quả kinh tế. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2005, đảm bảo chất lượng thịt an toàn và tốt nhất cho người tiêu dùng. Thức ăn hỗn hợp cho bò thịt A61, thức ăn nuôi cho bò của công ty cổ phần Anovafit. Thành phần chính: chất bột đường, đạm, động thực vật, khoáng vị đa vi lượng, axit amin. Cách sử dụng: thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt để bổ sung chất dinh dưỡng, tăng năng suất cho bò thịt vỗ béo. Có thể cho bò ăn kèm với rơm, cỏ, hèm bia theo nhu cầu. Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. Sản phẩm tiếp theo là Vina 910 của công ty trách nhiệm hữu hạn Vina nhà máy Đồng Nai. Thành phần nguyên liệu: bắp, tấm, cám gạo, cám mì, bột cá, khô dầu đậu nành, các axit amin, men tiêu hóa, các chất bổ sung khoáng, vitamin. Sử dụng cho bò lai, bò thịt, bò vỗ béo và bê. Cung cấp đầy đủ nước sạch mát cho bò uống tự do. Cho bò ăn trước hoặc chung với thức ăn thô sạch. Cám con cò C42 của công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Pro con cò. Hỗn hợp dùng cho bò thịt. Thành phần gồm bắp, tấm, cám gạo, cám mì, khoai mì, đạm thực vật, khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải, premix khoáng, vitamin, các chất phụ gia khoáng đa lượng. Sử dụng cho hỗn hợp để bổ sung chất dinh dưỡng, tăng năng suất cho bò thịt. Cho bò ăn rơm, cỏ, hèm bia theo nhu cầu. Sản phẩm tiếp theo là con cò C43, hỗn hợp dành cho bò vỗ béo. Thành phần tương tự như trên, sử dụng thức ăn để bổ sung dinh dưỡng, tăng năng suất cho bò thịt vỗ béo. Cho ăn rơm, cỏ và hèm bia tự do. Sản phẩm FF42, hỗn hợp dùng cho bò thịt. Dùng cho để bổ sung chất dinh dưỡng, tăng năng suất cho bò thịt. Và có những sản phẩm khác như con cò F42. Các sản phẩm khác của cám con cò dành cho chăn nuôi vỗ béo bò thịt. Quý bà con chú ý, sử dụng những sản phẩm thức ăn trực tiếp cho bò như những loại cám viên như thế này thì phải đảm bảo sử dụng đúng liều lượng, đúng lứa tuổi và đúng các thành phần, không được lạm dụng để tránh xảy ra những ảnh hưởng cho bò và đặc biệt là phải đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng. Chăn nuôi vỗ béo, công việc vệ sinh thú y và phòng bệnh phải hết sức chú ý, thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chuồng trại phải luôn luôn sạch sẽ, định kỳ tẩy uế chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh, gom thu xử lý chất thải. Thức ăn nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Thường xuyên kiểm tra theo dõi bò khi có dấu hiệu không bình thường, cần can thiệp ngay, định kỳ tẩy nội ngoại ký sinh trùng cho bò, nhất là trước khi vô béo. Đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ các loại bệnh bắt buộc cho bò 2 lần trên năm như bệnh tụ huyết trùng cho trâu bò, lở mồm long móng. Chuồng nuôi phải được vệ sinh hàng ngày và tiêu độc khử trùng theo định kỳ, theo chế độ của thú y. Sau thời gian khoảng 2-3 tháng, khối lượng con vật đã tăng nhanh và phẩm chất thịt được cải thiện. Kết thúc giai đoạn vỗ béo này, bà con cần bán thịt ngay để đảm bảo hiệu quả kinh tế để mang lại lãi cao nhất. Như vậy có thể nói, vỗ béo bò hiện nay là một trong những nghề được nhiều người chăn nuôi áp dụng. Phương thức này cũng như dễ thực hiện mà còn đem lại lợi ích kinh tế cao cho chăn nuôi bò thịt hiện nay. Tuy nhiên, khi vỗ béo, người chăn nuôi cần chú ý đến các vấn đề về kỹ thuật, lựa chọn phương thức nuôi, chọn vỗ béo.
nuôi dưỡng chăm sóc, thời gian vỗ béo, công tác vệ sinh, phòng bệnh nhằm đạt được mục tiêu sinh trưởng phát triển nhanh nhất của bò trong quá trình vỗ béo và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo.